Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023. Trong bản tin sáng hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk thu hoạch được 67.850 ha cây trồng vụ hè thu 2023. Xã Erop, huyện Esup giữ vững an ninh trật tự, liên kết sản xuất để nâng cao giá trị nông sản. Hàn Quốc mong muốn củng cố quan hệ với Trung Quốc. NATO nêu điều kiện kết nạp Ukraine là những tin thế giới đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Eka đã tổ chức lễ công bố xã Xuân Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Năm 2012, xã Xuân Phú chỉ có 8 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống của người dân xã chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng xuống cấp chưa đồng bộ. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46,5 triệu đồng một người. Tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo đa chiều còn 7,97% hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, huyện EK và Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phú. Công an huyện Madarak đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật năm 2023. Qua 10 ngày tập huấn, cán bộ chiến sĩ công an các đội nghiệp vụ công an huyện, công an các xã, thị trấn đã được quán triệt văn bản của Bộ Công an về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật công an nhân dân, thực hành các động tác điều lệnh, đội ngũ, nghi lễ công an nhân dân, tập luyện các động tác kỹ thuật, một số động tác chiến thuật cơ bản của võ thuật công an nhân dân, các bài võ tổng hợp công an nhân dân và luyện tập những động tác điều lệnh đội ngũ giúp cán bộ chiến sĩ rèn luyện thói quen chấp hành mệnh lệnh nhanh chóng kịp thời mang tính kỷ luật cao đồng thời giúp các chiến sĩ công an nâng cao sức khỏe cũng như khả năng chiến đấu, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, sau khi rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh Đắk Lắk đã giảm được 80 đơn vị. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 18 đơn vị sự nghiệp công lập, tinh gọn 8 đầu mối trực thuộc các đơn vị sự nghiệp. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 1.064. Trong đó có 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, 129 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, Ngành và Tương đương, 929 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Việc thực hiện cơ chế tự chủ và xã hội hóa dịch vụ công ở các đơn vị sự nghiệp công lập tại địa phương, lũy kế đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 có 29 đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ toàn bộ về tài chính, tỷ lệ đơn vị thực hiện tự chủ trên một số lĩnh vực đạt khá cao như y tế, tài nguyên môi trường. Qua việc sắp xếp hệ thống tổ chức và giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, tỷ lệ giảm chi thường xuyên cho ngân sách nhà nước giảm 21,8%, khoảng 921 tỷ đồng so với năm 2015. Việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2030 đã được sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, căn cứ vào tiêu chuẩn quy mô diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp. Trong đó giai đoạn 2023-2025 có 4 đơn vị gồm 2 phường hay xã và giai đoạn 2026-2030 có 6 đơn vị gồm 1 phường 4 xã. Dự kiến điều chỉnh một thị trấn. Theo nghị quyết chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố trên 95%. Để thực hiện mục tiêu này, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 180.588 tỷ đồng. Theo đó, giai đoạn 2021-2025 là khoảng 76.091 tỷ đồng nguồn vốn do các doanh nghiệp đầu tư khoảng 13.694 tỷ đồng, nguồn vốn người dân khoảng 61.720 tỷ đồng, nguồn vốn nhà nước khoảng 677 tỷ đồng, chủ yếu là các chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng, người nghèo. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh cần nguồn vốn khoảng 104.496 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của doanh nghiệp khoảng 21.202 tỷ đồng, vốn người dân khoảng 82.839 tỷ đồng, vốn nhà nước khoảng 255 tỷ đồng. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 cũng đặt mục tiêu tổng diện tích đất ở xây dựng nhà ở khoảng 6.132 ha. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là khoảng 2.921 ha. Giai đoạn 2026-2030 là khoảng 3.210 ha. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh Đắk Lắk đạt trên 95% và không để phát sinh nhà ở tạm bỡ trên địa bàn. Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030 sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung chính bao gồm: hoàn thiện thể chế chính sách và cải cách hành chính, đất đai, quy hoạch kiến trúc, nguồn vốn và thuế, phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, khoa học công nghệ, phát triển lành mạnh thị trường bất động sản. Tỉnh Đắk Lắk sẽ ưu tiên phát triển nhà ở xã hội dành cho các bộ công chức viên chức, nhà ở công nhân và các đối tượng chính sách khác có khó khăn về nhà ở. Vụ hè thu năm 2023, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc đã gieo trồng được gần 201.000 hecta. Hiện bà con nông dân đã thu hoạch được 67.850 hecta cây trồng các loại. Trong đó, ngô trên 32.785 hecta, lúa nước 4.900 hecta, đậu xanh 6.105 hecta, đậu lạc 2.890 hecta, rau xanh 2.433 hecta, đầu các loại 10.320 ha, còn lại là các cây trồng khác. Hiện nay tình hình thời tiết sâu bệnh có nhiều diễn biến khó lường. Ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắc khuyến cáo người dân tranh thủ thu hoạch nhanh gọn những diện tích cây trồng đã đến kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do thiên tai. Đồng thời thường xuyên thăm đồng để có biện pháp ứng phó cũng như phát hiện sớm sâu bệnh để phòng trừ hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, với địa bàn rộng cùng nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, xã Erop, huyện e súp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về an ninh trật tự. Chính vì vậy, thời gian qua, đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Eroc đã có nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian qua, người dân và doanh nghiệp xã Eroc đã đóng góp hơn 100 triệu đồng để lắp đặt 30 camera giám sát an ninh trật tự tại 25 điểm trên các tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ của các thôn, buôn, mô hình này đã mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần vào giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau khi từ lắp cái camera này vận động nhân dân ấy, đóng góp camera tiền ủng hộ tiền camera là mỗi một hộ là 100.000 thì là một số cũng chưa được hết nhưng mà là hiện tại là cũng được một 10 triệu 500 thì bây giờ đã giao cho bên ủy ban và công an thì đã lắp được một mắt từ lắp cái camera này về sau là cái chỗ tụ tập mà đông người thanh niên nó cũng bớt hẳn đi, cũng không dám nữa. Cùng với mô hình camera giám sát an ninh trật tự, xã Eroc còn triển khai xây dựng mô hình đường điện chiếu sáng với gần 60 cột điện trải dài trên 4 thôn của tỉnh Lộ 1, tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Mô hình này cũng đã hỗ trợ cho mô hình camera an ninh phát huy tốt hiệu quả vào ban đêm. Năm ngoái năm kia chưa có camera thì trong thôn mất chó nhiều phân bà con lấy về để ngoài hiên để ở ở bên cạnh hông ở để ngoài hiên rồi họ cũng vào họ bê cả phân đi có nhà mất mấy bao có nhà thì mất một bao Đấy. Nên từ lúc có camera an ninh thì cũng đỡ hơn xã Erop có 18 thôn buôn địa bàn rộng dân cư đông nên đảng ủy chính quyền lực lượng công an cùng nhân dân xã Erop luôn chủ động để cao cảnh giác, đảm bảo an ninh trật tự, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần hoàn thành tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023 thì tình hình tội phạm trên địa bàn xã đã được kiểm giảm. Về tất cả số vụ và số đối tượng. Để thực hiện được cái nhiệm vụ đó thì lực lượng công an đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban thực hiện một số kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2023. Và bên cạnh đó là lực lượng công an đã chủ động tuần tra kiểm soát ban đêm phối hợp các ban ngành đoàn thể là tuyên truyền pháp luật, đấy, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân về các loại phòng tội tội phạm là một cái xã trung tâm của cụm xã địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh trật tự cho nên là xác định về cái địa bàn trọng điểm này thì chúng tôi đã triển khai một số cái nội dung như là thành lập các cái tổ dân phòng ở các thôn và bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền vận động và có kế hoạch để quyên góp ủng hộ kinh phí để lắp hệ thống camera an ninh trên toàn địa bàn xã thì trong thời gian vừa qua thì cái mô hình camera an ninh trên địa bàn xã đốc đã phát huy rất là hiệu quả trong cái việc mà để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, thời gian tới xã Eroc sẽ tiếp tục tăng cường triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức người dân về chấp hành các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng chống tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, thành lập từ tháng 1 năm 2022 đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Thuần Mẫn ở xã Chư Mốt, huyện E-Haleo đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho các hộ thành viên. Hợp tác xã Nông nghiệp thuận Mẫn có 15 thành viên với trên 23 hecta canh tác, các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Hiện hợp tác xã đang sản xuất chế biến những sản phẩm đặc sản truyền thống như cà phê, tiêu đen, mật ong, tinh bột nghệ. Trước đây, người dân chủ yếu nuôi trồng tự phát phụ thuộc nhiều vào giá cả thị trường nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Do đó ngay khi thành lập hợp tác xã đã tích cực tuyên truyền vận động các thành viên thay đổi tư duy canh tác, thực hiện liên kết, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung cũng như chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Thì chính quyền thì cũng rất là quan tâm đến hợp tác xã. Hỗ trợ về các cái thủ tục giấy tờ và được nhà nước quan tâm và hỗ trợ như Sở Công thương năm 2022 là hỗ trợ hợp tác xã là cái máy chế biến tiên tiến, công nghệ chế biến cà phê tiên tiến nhất để hợp tác xã này chế biến và làm ra cái sản phẩm mang thương hiệu là của hợp tác xã. Cho nên cái giá thành của người sản xuất ra cái hạt cà phê thì ngày càng được nâng cao hơn. Để có nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, toàn bộ các khâu từ nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến của hợp tác xã đều theo tiêu chuẩn hữu cơ, bảo đảm nguyên tắc 3 không, không sâu bệnh, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học. Việc hợp tác xã đi vào hoạt động đã giúp hội viên yên tâm và tin tưởng vào đầu ra của sản phẩm, từ đó mạnh dạn hơn trong đầu tư phát triển sản xuất. Ông Nguyễn Văn Trung ở thôn 9 xã Chư Mốt có 3 hectare cà phê. Trước đây gia đình ông phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm nên giá cả bấp bênh sau khi tham gia liên kết sản xuất với hợp tác xã, ông được tiếp cận phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn vịt gáp, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu một cách hợp lý, nên năng suất, chất lượng ngày càng tăng cao, đầu ra cũng ổn định. Chúng tôi nói chung là người dân là, lao động, nói chung là tính chất là ai cũng muốn cái lợi nhuận, rồi vô được cái cái hợp tác xã đây, là cầu nguyện của bà con chúng tôi là cầu mong là giao giá cả, cái nhất là ổn định, cái hai nữa là 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 để cho bà con nói chung là làm ăn cho nó phát đạt. Bên cạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác xã còn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thông qua các chương trình do địa phương tổ chức, bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, hệ thống phân phối cũng như các trang mạng xã hội. Các cái thành viên hợp tác xã là mong muốn là được các cái cơ quan, các cái doanh nghiệp, nhà nước giới thiệu về liên kết với hợp tác xã để chúng ta là cùng nhau bắt tay tức là ba nhà nhà nông và nhà nước và nhà doanh nghiệp để cùng nhau này phấn đấu làm sao cái mục đích của hợp tác xã là mong muốn bà con là biết cách sản xuất cái cà phê sạch và tiêu sạch người là sầu riêng sạch để bán ra thị trường nó có thương hiệu có thương hiệu thì cái giá thành nó sẽ đảm bảo nó sẽ cao hơn Thời gian qua, hợp tác xã nông nghiệp Thuận Mẫn cung cấp ra thị trường hơn 100 tấn cà phê, 40 tấn hạt tiêu, 20 tấn mật ong với chất lượng bảo đảm được người tiêu dùng đánh giá cao.